Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Đắc Chí đăng trên Việt Nam Thời Báo. Cái tát dành cho RFA. Các công ty của Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ký một loạt các thỏa thuận mua bán trị giá lên đến hơn 21 tỷ đô la nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2019. Đây là nội dung nổi bật trong cuộc gặp cấp cao này. Các thỏa thuận mới được ký kết giữa các công ty hai bên bao gồm hãng hàng không Vietjet của Việt Nam mua 100 chiếc máy bay 737 Max của hãng Boeing trị giá 12,7 tỷ đô la và 215 động cơ của hãng Jet. Vietjet cũng ký hợp đồng trị giá hơn 5 tỷ đô la với General Electric để hãng này cung cấp dịch vụ bảo hành cho 200 chiếc máy bay Boeing 737 Max. Việt Nam Airlines sẽ mua dịch vụ của tập đoàn công nghệ Sabet, nhà cung cấp giải pháp công nghệ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực hàng không, khách sạn và du lịch. Hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam cũng sẽ mua 10 chiếc Boeing 787-9. Những thông tin trên như là cái tát đau điếng dành cho Đài Á Châu Tự Do RFA tiếng Việt, khi mà trước đó, hôm 25 tháng 2, 2019, nhà đài có thâm niên chống Việt Nam này đã đăng tải bài viết Vì sao khách quý tới, chủ nhà đi vắng, nhằm xuyên tạc chuyến thăm Lào, Campuchia của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Xin trích một số đoạn. Trong thực tế, có nhiều lý do mà ông Trọng có thể thấy khó khăn nếu phải long trọng tiếp đón ông Trung. Trước hết, về ý thức hệ, ông Trọng là thầy giáo đảng, là nhà lý luận kinh điển và trung thành nhất của chủ nghĩa Mác Lênin, là người lãnh đạo kiên định đưa đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa, dù chưa biết được bao giờ mới tới. Âm mưu của các thế lực thù địch mà ông Trọng lo ngại nhất là diễn biến hòa bình. Nhiều người dân bị quy là đối tượng dân chủ diễn biến hòa bình đã bị bắt. Danh sách này ngày càng dài. Ngay trong đảng, những trí thức, đảng viên cao cấp như ông Chu Hảo, cán bộ lão thành trực tiếp kháng chiến ở miền Nam như Lê Hiếu Đằng cũng bị khai trừ, cũng vì lệch lạc tư tưởng theo âm mưu diễn biến hòa bình. Vấn đề tế nhị quan trọng hơn nữa mà ông Trọng sẽ cảm thấy khó khăn khi phải tiếp trung, đó là mối quan hệ với người đàn anh Trung Quốc. Từ sau chiến tranh Triều Tiên đến nay, Triều Tiên luôn là vũ khí lợi hại của Trung Quốc để thọc vào sườn người Mỹ. Việc Mỹ Triều ngồi lại với nhau bằng giải pháp giới vũ khí hạt nhân là điều ông Tập khó có thể vui lòng. Nếu Mỹ Triều đạt được thỏa thuận, Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất thì bao nhiêu tiền của xương máu đầu tư cho Triều Tiên hơn 60 năm qua sẽ biến thành mây khói, hàng trăm cây số phên dầu để dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Tai mắt mũi của Mỹ sẽ áp sát biên giới Trung Triều. Từ Nhà Trắng, Trung có thể nghe tiếng thở, mùi thơm của từng căn phòng trong Trung Nam Hải. Hơn ai hết, trong các tổng bí thư và trong toàn đảng hiện nay, ông Trọng là người trung thành với 16 chữ vàng, nên chắc chắn ông Trọng không cam lòng để mất lòng ông Tập. Thực tế là, Tổng bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào và thăm cấp nhà nước Campuchia từ ngày 24 đến 26 tháng 2, và ngay sau đó về nước tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp ông Trung tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Điểm nổi bật tại cuộc gặp là nhà lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá hơn 21 tỷ đô la. Thế mới biết, để đạt được mục đích chống phá Việt Nam, RFA sẽ không từ một thủ đoạn đen tối nào, dù đó là xuyên tạc, vu khống, đổi trắng thay đen, biến không thành có, đến bịa tin giả.